Chào các bạn, nếu các bạn còn nhớ thì hôm trước mình vừa có một bài review về chiếc cân này và tên của nó là Tamor Black Mirror Scale Basic và giá của nó là gần khoảng 1 triệu. Thì hôm nay chúng ta sẽ đi đến tới một cái bài review khác về một chiếc cân khác, nhưng mà nó cũng có tính năng hay mình thấy là tương tự chiếc cân này, và giá của nó thì rẻ hơn rất nhiều. Giá của nó chỉ khoảng 200 ngàn thôi, tức nghĩa là tương đương với lại 1/5 so với lại chiếc cân hàng có thương hiệu kia. Và hôm nay mình sẽ cho các bạn một cái nhìn rõ ràng hơn về cái chiếc cân này, một chiếc cân không có tên tuổi và có giá rất là rẻ. Rồi, ok. Thì đầu tiên chúng ta sẽ đi vào phần vẻ ngoài, phần thiết kế như những cái bài review khác. Thì ở đây chúng ta sẽ có một chiếc cân, như bạn thấy, làm hoàn toàn bằng nhựa. Đây, nhựa, tất cả bằng nhựa. Trên này cũng là nhựa. Và chúng ta sẽ có 4 cái nút và một cái đồng hồ hiển thị ở đây. Về thông số kỹ thuật thì chiếc cân này nó có cái khoảng cân được là từ 0,1 gram cho tới 5 kg, tức nghĩa là cái khoảng nó rộng hơn rất là nhiều so với lại cái chiếc cân Tamor. Rồi, thì quay trở lại phần thiết kế thì như các bạn thấy, chúng ta sẽ có 4 nút ở đây. Đầu tiên là nút mod, nút startup để chạy giờ, nút the và nút bật tắt thì vẫn như những chiếc cân khác thôi. Ở mặt dưới chúng ta sẽ có 4 cái chân chống trượt bằng cao su. Và một cái điểm khác của cái cân này so với cái cân kia, theo như mình nghĩ thì có thể một số bạn sẽ nghĩ nó điểm trừ. Tuy nhiên với mình thì mình thấy rằng đôi khi nó cũng sẽ rất là tiện lợi hơn nếu mà so với lại cái cân kia. Thì đó chính là đây, chúng ta sẽ sử dụng hai viên pin 3A để cấp nguồn cho chiếc cân này, chứ không phải là có tích hợp pin như là chiếc cân Tamor. Rồi, nghe thì nó có vẻ là không có hiện đại, không có high tech bằng, tuy nhiên thì nó cũng không có gì đáng để phải chê trách hay gì cả. Rồi, và chúng ta vẫn sẽ có một cái miếng cao su để chống trượt và dàn lực để cho đều, cho nếu mà khi cân nó sẽ chính xác hơn. Rồi, ok. Thì chúng ta sẽ mở chiếc cân này lên thử và demo một số tính năng ha. Thì đây, chúng ta sẽ có on off. Và ở chế độ mod này, chúng ta sẽ có tổng cộng là 4 chế độ. Đó là chế độ tính bằng gram, tính gram trên millilit và tính millilit cũng như là tính ounce. Thì cái đơn vị ounce này mình nghĩ ở Việt Nam khá là ít xài, chúng ta sẽ chỉ sử dụng những cái đơn vị còn lại thôi. Rồi, và đây là nút hẹn giờ. Không phải hẹn giờ mà là nút tính giờ. Mình xin lỗi các bạn, mình nhầm. Thì đây, cái bạn ấn thì nó sẽ chạy giờ và bấm này nó sẽ tắt. Một cái điểm theo như mình thấy là nó thua so với lại chiếc cân Tamor, đó chính là ở tính năng hẹn giờ này chúng ta sẽ không có hẹn giờ tự động. Với cái tính năng hẹn giờ tự động của cân Tamor, khi các bạn để đồ lên các bạn cân thì nó sẽ tự động tính giờ. Này nó sẽ hay hơn. Tuy nhiên là cái cân này nó rẻ mà nó chỉ có 200 ngàn thôi, bằng 1/5 so với lại chiếc cân kia, nên chúng ta cũng không thể đòi hỏi nhiều hơn. Rồi, đấy, thì là cân mà, cho nên chúng ta sẽ cũng không có gì nhiều mà để mà nói. Chủ yếu là chúng ta sẽ so sánh cũng như là đánh giá về cái độ chính xác của nó. À, có một cái điểm ở phần thiết kế mình thấy khá là hay mà mình quên chia sẻ với các bạn, thì bây giờ mình thấy mình sẽ nói lại, đó chính là chúng ta sẽ có thêm một cái móc treo ở đây khá là lỏng lẻo. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành thử tính năng của cái cân này và so sánh với cái cân Tamor để cho các bạn biết là với cái giá tiền 1/5 thì chúng ta sẽ nhận được cái gì và nó có thua kém quá nhiều so với lại cái chiếc cân tiền triệu này không. Rồi ha, thì ở đây mình đang có hai hạt thức ăn của thú. Thì bây giờ mình sẽ cho đây mình cân để xem là nó có giống như là hãng nó công bố không. Đó chính là cái khoảng cân nhỏ nhất là 0.1 gram. Đó, cái này thì chỉ được 0.5 gram thôi, và cái trọng lượng lớn nhất nó có thể cân là 2000 gram, nghĩa là 2 kg. Còn cái này là 0.1 cho tới 5 kg luôn, nghe xịn sò ha. Rồi, bây giờ mình sẽ thử mở hai cân lên để mình cho vào mình so sánh. Đó, mình đã mở được cái cân Tamor lên và mở cái cân này lên. Thì đó, cái cân tiền triệu thì dĩ nhiên nhìn nó đẹp hơn, nó hiện đại hơn và nó có cảm ứng, nhìn nó xịn. Còn cái này thì chúng ta chỉ có nút cơ thôi, và cái cảm giác bấm nghe nó cũng rất là rẻ tiền.
Tuy nhiên thì chúng ta nên tập trung vào cái phần tính năng để, tại vì cân mà giá trị thực của nó là nằm ở điểm đó chứ không phải là ở cái phần ở ngoài. Rồi ok, thì bây giờ mình sẽ thử với lại cái cần thăm mò trước ha, tại vì nó mắc tiền hơn. Rồi chúng ta sẽ có một cái viên này để mình thử để lên nó cân được không. Đây, nó nhảy lên 0.5 xong rồi nó trả về lại 0. Tức nghĩa là khi mà các bạn mới vừa thả cái viên xuống á, thì cái lực nó cao hơn khi mà nó ổn định rồi, cho nên là nó sẽ nhảy lên. Còn bây giờ khi ổn định thì mình nghĩ rằng cái viên này nó khoảng tầm đâu đó 0.3, 0.4 gì thôi, cho nên là nó không báo. Rồi thử mình đến cái viên này thử xem sao. Cũng không có gì luôn. Rồi ok, bây giờ mình sẽ thử hai viên. Để mình đặt lại hai viên sao cho nó chính xác. Cân tham mò không cân được luôn. Rồi và bây giờ mình sẽ thử với lại cái cân no name. Thì đây, một viên. Wow, một viên cân được luôn. Và chúng ta có cái trọng lượng, cái khối lượng của cái viên này nó là 0.3 gram. Ok, rồi bây giờ mình sẽ thử viên này. 0.4. Ok, rồi bây giờ mình sẽ thử mình thả hai viên vô coi là tổng trọng lượng của hai cái viên này là bao nhiêu. 0.8 gram. Một viên 0.3, một viên 0.4, nhưng mà hai viên cộng lại thì là 0.8. Mình nghĩ chắc là nó sẽ ở cái khoảng là 0.35, 0.36 gì đó, hoặc là 0.40 mấy. Nói chung là nó sẽ hơn cái số 0.3, 0.4. Nhưng mà do là cái khối lượng nhỏ nhất mà nó có thể cân được là 0.1, cho nên là nó sẽ hiện như vậy. Rồi ok, đó, chưa chi là mình đã thấy cái cân no name này nó đã xịn hơn cái cân tham mau rồi. Nhưng mà để cho chắc thì bây giờ mình sẽ thử mình cân lại một lần nữa xem sao. Mình không tin là cái cân Tamor này nó lại không cân được với cái trọng lượng mà 0.8 gram. Rồi lại. Wow, lần này thì nó đã lên và nó là 0.9 gram, lệch 0.1 gram so với lại cái cân no name. Thì cái này chúng ta sẽ chỉ để tham khảo thôi, những cái con số tất cả lúc nãy giờ mình đã test chúng ta chỉ để tham khảo, tại vì không có một cái gì đó thật sự chính xác để chúng ta có thể làm cái thước đo giữa hai cái cân này. Tuy nhiên thì theo như những cái phần test vừa rồi thì các bạn cũng thấy rằng là cái cân 200 ngàn này nó cũng rất là xịn, rất là đáng giá, chứ nó không phải là quá dỏm so với lại cái cân Tamor, và thậm chí mình thấy rằng nó còn có những tính năng xịn hơn. Rồi thì đó là phần test đầu tiên, là mình sẽ cho hai cái cục này lên, và chỉ hai cái cục này thôi. Thì do là cái khoảng thấp nhất của cái cân Tamor là 0.5, cho nên là khi mà để một viên này thì nó sẽ không cân được. Rồi bây giờ mình sẽ sử dụng một cái thủ thuật, đó là bây giờ mình sẽ bù khối lượng. Đó, bây giờ mình sẽ cho một cái vật khác nặng hơn và mình cho hai cái viên này. Thì dĩ nhiên là nó sẽ trừ cái khối lượng, khi mà chúng ta trừ cái khối lượng ra thì nó sẽ ra được trọng lượng của hai viên này, và đồng thời cũng sẽ so sánh với lại cái cân no name luôn. Rồi mình lấy tạm cái này ha, đây là một cái remote, nó mình cho lên thôi. 52.6, các bạn nhớ số cho mình nha, tí trừ cho mình với mình toán dốt lắm. Rồi ok, bây giờ chúng ta sẽ bỏ hai viên lên là 53.5. 53.5 trừ cho 52.6 thì chúng ta sẽ có được là 0.9 gram, và nó y chang như cái khối lượng, cái trọng lượng mà chúng ta đã tính được, đã test được ở lúc đầu. Rồi bây giờ mình sẽ thử với lại cái cân no name. 52.5, và đây nó sẽ cho hai viên lên 53.6. Cũng là 0.9 gram luôn. Ok, vậy là khi ở cái khối lượng cao hơn thì cả hai cái chiếc cân này đều cho cái độ chính xác là tương đương nhau đó. Và bây giờ mình sẽ kết luận lại, đó là nếu các bạn là một người thích cà phê, các bạn yêu cà phê, các bạn thích những cái gì đó nó đẹp đẽ và nó hiện đại, thì cân Tamor là một lựa chọn không hề tồi một tí nào cả.
với cái giá tiền của nó cũng như là những tính năng và cái thiết kế quá đẹp, quá hiện đại luôn. Và hơn nữa là chúng ta sẽ có một cái giao diện cảm ứng đó, tất cả các nút đều là cảm ứng hết. Tuy nhiên thì do không ghi chữ nghĩa trên này hết cho nên mình nó hơi khó bấm, các bạn phải nhớ nút, nó cũng là một cái hay. Rồi với cái cân này thì sao? Cân Nonem chúng ta sẽ có được cái độ chính xác tương đương với lại chiếc cân Tamor tiền mắc gấp 5 lần đó. Còn lại thì về thiết kế, về chất lượng hoàn thiện, về tất cả mọi thứ thì đều thua đó. Nhưng mà nó giá nó rẻ cho nên là nếu mà các bạn là một người thực dụng, các bạn chỉ cần đo ra số chính xác thôi thì đây lựa chọn hoàn hảo. Rồi thì nếu các bạn có thắc mắc thì ý kiến nào có thể comment bên dưới. Còn bây giờ thì chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những clip sắp tới. Xin cảm ơn. Chào các bạn, nếu các bạn còn nhớ thì hôm trước mất tại sao? Dạ. Chào các bạn, nếu các bạn còn nhớ thì hôm trước mình đã vừa có một cái bài review về cái chiếc cân điện tử mini này, nó tên là Tamor Black Mirror Scale Basic. Đúng má, ok má. Nhớ các cái này hồi nãy mà cái phần extra này còn lại. Chào các bạn, nếu các bạn còn nhớ thì hôm trước mình vừa có một bài review về chiếc cân này. Tên của nó là Tamor Tamor Black Mirror Tamor Black Mirror Scale Basic. Má.